quý vị, anh chị và các bạn đã đến với clip của mình. Hôm nay quý vị thấy đây một chiếc xe tôi đang vào đây của quý vị. Đây, vô cái Visigo của thành phố Quảng Ngãi quý vị. Đó, chúng ta cái được siêu thị này nó nằm trên đường quốc lộ 1A quý vị. Rồi, bây giờ đây là chúng ta vào vào cái cổng. Xe con đi vô vào quẹo phải. Cái xe hơi vô quẹo phải tiếp quý vị là vô cái bãi xe đậu xe con ở đây. Khách và tàu vô đây. Bây giờ mình đi khoảng 7 giờ tối. Phía bên này cũng bên tay trái này cũng có chỗ để xe máy quý vị. Đây vào đâu có bảo vệ người ta hướng dẫn là đậu xe ở đâu. Xe đậu đây về đây rất là rộng rãi. Rồi khi mà chúng ta đi ra về á, mà chúng ta là có hướng chúng ta là đi về quẹo phải đi ra thì chúng ta cũng đi ra đường này, đúng rồi, vẫn đi ra đường này được để quẹo phải đi về hướng khu siêu thị Chợ Lớn. Còn quý vị về Quang Trung ở thành phố Quảng Ngãi để về huyện Sơn Tịnh như mình thì quý vị mình chạy thẳng đường này đó, mình chạy thẳng đường này rồi mình đi ra chỗ kia có ngầm bùng binh ở ngay cái xăng kia mình chạy về Quang Trung đó. Thì khi các bạn đi vào đây, đây là cái cổng siêu thị đây đó. Người ta đi mua về đó các bạn. Rồi ở đây thì đi vào thì có xe máy sẽ gửi xe ở đây đó, người ta gửi xe bằng điện tử nghe các bạn, ở xe bằng điện tử. Rồi đây là cái bãi gửi xe máy, phía dưới kia cũng có bãi gửi xe con dưới kia. Các bạn có thể đi vào có hướng dưới kia cũng vào được đó. Rồi ở đây thì cổng vào. Cổng vào này có vậy không? Ở đây có không, có chỗ ngồi trước, có đồ để chúng ta mua rồi chúng ta đẩy ra ngoài đây. Như anh này anh mua. Ủa mua nhiều lắm mẹ. Rồi. Đẩy ra chúng ta đẩy ra xe luôn, đồ đẩy ra xe luôn. Phía trước thì có hãng taxi Vinasun. Có đây có điều hành của taxi Vinasun phải không? Vinasun cũng là hãng taxi rất lớn. Đây bảo vệ khi các bạn đi vào thì người ta sẽ xịt khử trùng. Họ xịt khử trùng nha các bạn. Vào bây giờ bảo vệ ta xịt khử trùng hết mới cho vào. Mất trực tiếp luôn à. Không anh, cái đây quay đó quý vị, đi vào với xịt tay hết đó. Giờ mình sẽ đưa các bạn vào đây phía ta phải, phía ta trái đây đó. Đây là cái thùng, nếu chúng ta có đồ thì sẽ bỏ ở đây. Đây đây phía tay trái chúng ta có Vietcombank, đây là máy rút tiền nha các bạn, Senbank, đây máy rút tiền, còn đây là hai cái ATM rút tiền. Ở phía bên này ở chỗ chúng ta ngồi chờ người thân gì đó. Rồi đi bây giờ mình sẽ quẹo phải đi, mình quẹo phải. Mình đợt trước mình có xuống dưới đây ngày 15 chưa khai trương lại thì mình cũng hỏi bảo vệ là nghe nói là không có cho quay phim gì đó, nhưng mà hôm nay thì người ta cho quay phim nghe quý vị. Hỏi bảo vệ thì người ta cũng cho quay, ta không có từ chối cái việc gì thì mình tạm thời mình cũng quay cho quý vị xem. Đây. Bây giờ bữa nay là ngày 22 tháng 5 2020 khai trương nha quý vị. Đó, cái đây là bón cà phê xanh. Rồi phía tay trái, còn phía đây là ta bón gì đây quý vị đây. Đó, camera rồi ở đây rất nhiều nghe. Ở đây rất là món nghe quý vị.
này mà lạnh ở đây thổi rất là mát, chứ khó với không khí ở phía ngoài. Đây là bông kim, như vậy là bông kim này. Cho em, đây là bông kim không em, kim mấy ngàn một cây, 5-7 ngàn cây chứ mấy phải không? Cái này là tính gram 100 gram 29 ngàn. 100 gram 29 ngàn bông kim ký đó phải không? Cái đây là của cái đây là chè phải không? Dạ. Mình chọn cái kem này, cái mình bỏ kem vô topping của mình thích cái này. Chúng ta kem rồi xong rồi muốn mấy cái này để trộn vô. Dạ. Cái 100 ký là tính tiền. Ủa đẹp quá hiền. Cái này thêm ngày mới ngàn. Dạ. Mới siêu thị khó không có ngàn. Dạ. Này mới đây chứ Sài Gòn về sau á. Có bao nhiêu em? Đây các bạn ơi. Đây. Khi mà chúng ta muốn ăn loại nồi, chúng ta sẽ trộn vô nghe các bạn. Xin mời nhân viên quầy nước đánh dịch vụ khách hàng. Xin mời nhân viên quầy nước đánh dịch vụ khách hàng. Xin cảm ơn. Người ta mới ăn, ta đi nè các bạn ơi. Rồi. Phía bên trái này là ăn uống nghe các bạn. Đó, phía bên trái này là ăn uống. Và nướng vị Hàn Quốc, cơm ngon trên chỗ nóng, xe lửa, lẩu nướng. Đó, khu này phía tay trái mình đi vô cổng chính, phía tay trái là ăn uống nha các bạn. Thì các bạn kêu thức ăn ở đây thì sẽ ra ghế đó ngồi. Ở đây mấy cái quầy. Rồi mình thấy giá để 29.000, 35.000. 29 rau má, sữa dừa, sữa trái cây, sữa tươi trân châu, đường đen, đường đen quý vị, sữa trân châu đường đen. Đây quý vị đây, phía bên này. Đây quý vị đây chỗ bán như gọi KFC vậy. Gà nướng rồi rồi nướng quý vị, rồi chiên đủ thứ nha. Xin mời cửa hàng đến dịch vụ khách hàng. Xin mời cửa hàng đến dịch vụ khách hàng. Được rồi. Quay nguyên con mà có tóm 5.000 các bạn ơi. Đây tóm 5.000. Và quay nguyên con tóm 15.000. Và đây quay 109.000. Tóm 15.000 một con gà quay. Cái đây là gà chiên KFC quý vị. Đùi gà chiên giòn 89.000 đồng 1 ký. Kg quý vị. Ở đây là món gió này quý vị ơi. Đó. Gà hai cục về cho mà 25.000 thôi. Rất là rẻ quý vị. Rồi, mong rất lớn.
à, rất là ngon, nhìn rất là ngon, 25.000 hai cục, rất là bự. À, người ta mua rất là nhiều nha quý vị, rất là ngon nha. Đây có đùi rất là to nè quý vị. Cái đùi này mà 23.491 đồng. 23.000 à. Đó. Cái đây à. Cái này chắc 42.000 đúng rồi. 42.000. Rẻ quá vậy. Rẻ quá. Ủa anh. Cái đây là Bixigo. À, cái thành phố Quảng Ngãi nha quý vị. Đây là bên giờ. Chị xíu nữa gì ra cổng hoặc vô đây cho lâu vậy. À đây anh đi ra xíu ra đây xem có cho lâu vậy. À ra rồi. Ai quay tính tiền ở đây đúng rồi, quay tính tiền ở đây quý vị. Đây là quầy tính tiền. À, khu ăn uống thì quý vị tính tiền ở đây nha quý vị. À. Đó, người ta khi có bận mua người ta bô lại ngay ngon hết tính tiền ở đây. Đó, cái đây một cái đùi 19.900 đồng một cái đùi có ba cái bánh nữa đó. Rồi cái đây rất là ngon quý vị, đùi nguyên quả nướng này quý vị tới 15.900 đồng, rất là ngon nha. Ở khu này là ăn uống. Ăn uống là phía tay trái quý vị, vô cổng chính là phía tay trái nha. Đó là khu ăn uống nha. Ăn uống xong rồi là quay về này. À, trong cái chỗ ăn uống này các bạn. Trong cái chỗ ăn uống này thì có cái chỗ chơi trò chơi. Đây, chơi trò chơi nha các bạn. À lối vô. Đó. Ở đây cũng như chỗ chơi trò chơi cho trẻ em. Đó là như nhà banh vậy đó, đủ thứ nghe không? Đó, nhà phô được cũng có trong kia luôn. Đó. À, rất là đẹp nha. Đó. Rồi để mình sẽ đưa cho quý vị qua cái hướng phía bên kia. Phía ta phải bên kia. Rồi bây giờ mình sẽ quay phía ta phải khi cổng chính vào quý vị. Chỉ ta phải ra đây là bón những cái hòn lưu niệm. Đó, móc khóa rồi quý vị. Đó. Rồi nha. Rồi mình sẽ ở phía này nữa là bón nhẫn ở đây. Một sọn kim cương vậy đây. Đó, cái đây bón mấy cái chén tù kỹ này nữa nghe quý vị, là nguyên có hòn này. Đó, người ta khai trương lại cho nên là ta để bong bóng rồi rất là đẹp nha quý vị. Đó, phía này cũng có chỗ ăn uống nữa nè và KFC nữa nè. Tại KFC của Mỹ đây quý vị. Rồi chỗ đây cũng có bón như những cái nơi khó. Siêu thị khó thì cũng có bón những cái nước hoa. Đó, để khử mùi trong nhà nè quý vị. Đó. Rồi. Rồi mình đưa quý vị sau vô xíu nữa nha. Ồ bong bóng rất là đẹp quý vị ơi. Rồi đây, đẹp xe đây. Bong bóng rất đẹp. Rồi. Rồi, ghế massage này cũng có luôn. Rồi, ghế massage. Ghế massage thư giãn, máy tập thể dục luôn quý vị cũng có luôn nha. À, ghế cái những cái đồ mà để trên xe rồi để đi đường dài rồi cái massage đào cũng có luôn quý vị đó, nhỏ nhỏ trước á. À, mấy ghế này cả nhiều loại quý vị, trăm mấy triệu cũng có nha.
Rồi mình đợi vô xíu nữa để bón quần áo nha quý vị. Rồi phía này cũng ăn uống nữa. Quận vào đây thì khỏi sợ đói nha. Bón ăn rất là nhiều nha, khỏi sợ đói nha. À, ở đây ăn theo như kiểu như là buffet gì đó quý vị. Đó, ăn là nó quay 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 vậy. Này quay tròn. Đây các bạn ơi, đây có chỗ buffet nha quý vị, gọi là buffet. À, đủ loại món ăn quý vị thấy không? Đây mà gọi là 209.000 là chúng ta vô ăn 209.000 thôi. Đấy, nhân viên ở đây chia sẻ nha quý vị. Đó là chúng ta vô ăn nè. Đó nó quay về vòng tròn nè. Đó là 209.000, nhiều thứ rất là nhiều món. Đó nó chạy vòng tròn hết. À, đâu vậy ơi đó người ta. Cứ mỗi lần vô ngồi từ sáng mới tấu cũng 209.000. Bây giờ buổi sáng thì tắm chuyện chuyện nên là rẻ hơn quá nhiều. Buổi sáng rẻ hơn nữa. À, nhưng mà cứ ngồi bao lâu cũng được á. À quý vị vô ngồi bao lâu cũng được nghe quý vị. Đó. Rất là đẹp nha quý vị. Rồi. Ngon nó chạy nha. Nó chạy vòng tròn thấy quý vị, nếu mình ăn cái gì là mình sẽ là gấp cái đó nha. Đó nó chạy vòng tròn nguyên cái quán này luôn. Đó. Đó nó chạy khi mà đồ ăn vào thì thấy đồ ăn thì nhân viên trong kia người ta sẽ bỏ hòn vào, bỏ thực phẩm vào, món ăn vào nên lúc nào nó cũng liên tục nha quý vị. Đó, trong đó là nhân viên người ta sẽ bỏ. Đó, nó chạy vòng tròn luôn. Đó. Rất là nhiều món ăn nha quý vị. Khi mà đi ra thì được đậy nắp lại hết. Khi chúng ta ăn thì mở ra nắp, ra gắp. Gắp xong rồi chúng ta sẽ bỏ xuống lại. Đó, khi ăn thì các bạn lấy ra đổ vô chỗ mình ăn. À, có cái nồi nấu nữa hình như lão nha quý vị. À, thì lấy rồi thì chúng ta thả xuống. À, mỗi bàn là mỗi cái chỗ nấu tự động nó sôi đâu quý vị thấy không. À, nó sôi lên. Mỗi bàn đều có cái chỗ mà náo sâu nha quý vị. Rồi, chỗ đây là buffet nha quý vị. 209.000, buổi sáng là rẻ hơn. Mình sẽ quay tiếp cho quý vị ở chỗ khó nha. Đây quý vị ơi, đây là bên cuối của nó, cuối là chỗ đây là cũng bón quần ố nè. Đó, và bên kia là bón những cái tivi. Đây quý vị, tivi nha. Đó, cũng có một cái cổng vào, người ta đang vào nữa nha quý vị. Rất là nhiều cổng ra vào tivi. Ở đây có nhọt nhiều thì mình quay ít thôi. Mình sẽ quay cái đoạn khó quý vị. Ở bên này là bón gối niệm. Đó, bón gối niệm nè. Rồi tiếp tục. Rất là nhiều. Vô này là mê luôn, muốn ở trong này luôn. Quý vị mà chưa biết, chưa đi siêu thị Bixigo thành phố Quảng Ngãi thì quý vị hay đây cho biết. Đó, ở đây có cái lão ban chiền, gọi là lão ban chiền. À, Sài Gòn người ta gọi là búp bê quý vị. À, nhưng ở đây là hiệu là Kichi quý vị, lão ban chiền. Đó, từ xa đó. À. Đó, bên này là
Đó, quý vị đây không có máy quạt nước và rất là nhiều ha. Rồi. Đó, người ta đi cũng rất là đông. À. Ở đây bán quần ố nè quý vị nha, quần ố. À. Rồi, không biết là trong đó người ta có cho quay phim hay không, nhưng mà mình quay phía trước đây đây cho quý vị xem. Đó, giờ người dân thành phố Quảng Ngãi vào cũng đi mua sắm, cũng lượng người cũng được quý vị. Đó. Đây hôm nay là ngày thường thôi. Hôm nay là thứ sáu gì đó, ngày thường đâu chứ cũng không có lễ gì quý vị. Thứ năm, thứ sáu gì đó, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà ngày thường thôi. Lượng khách như thế này cũng là được quý vị. Nói chung là Bixigo là khai trương lại thì thấy cũng không có thông báo gì, cho nên là cũng ít có người biết mà đi nha quý vị. Đó. Thì do bữa mình có xuống dưới đây rồi, mình hỏi bảo vệ người ta biết cái ngày hôm nay là chính thức là ngày 22 tháng 5 2020 khai trương lại cái Sigo thành phố Quảng Ngãi ở duy nhất, cho nên là mình xuống dưới đây là đúng bữa nay luôn, nên mình chia sẻ cho quý vị luôn. Rồi mình quay video cho quý vị xem đến đây, thời lượng cũng đã dài. Rồi mình xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video tới giờ này. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị thấy hay thì bấm like, chia sẻ, đăng ký, comment để ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị.